Tiểu sử Dũng Thẹo, ông trùm lừa đảo hơn 500 tỷ vào cuộc vây bắt chưa từng có trên đất Mỹ. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh OV Đại Bàng. Chiều ngày 6 tháng 1 năm 2016, chiếc chuyên cơ N144PK cất cánh từ Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là chuyến bay đặc biệt bởi Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã thuê riêng chuyên cơ này để dẫn độ một số tên tội phạm, trong đó có Nguyễn Đức Dũng, tức Dũng Thẹo một tên trùm lừa đảo về để bàn giao hắn cho cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an Việt Nam. Đây là một lần hiếm hoi mà có thể đưa được một tội phạm ở Mỹ về Việt Nam. Vậy ông trùm này là ai và đã phạm tội gì mà phải như vậy? Nếu muốn biết, hãy xem hết video này của chúng tôi. Bất hảo từ nhỏ. Giữa tháng 3 năm 2011, thông tin Dũng Thẹo, tức Nguyễn Đức Dũng, sinh năm 1975, chủ gara ô tô Hùng Dũng, số 20 đường Cộng Hòa phường 4 quận Tân Bình trốn đi Mỹ đã làm rúng động giới buôn bán xe ô tô ở thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc này giống như một vụ bể hụi khủng, nhiều người mất ăn mất ngủ bởi Dũng Thẹo đã lừa họ hàng trăm nghìn đến hàng triệu đô la rồi bùng. Sau khi chấn tĩnh lại, các nạn nhân đã đến cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Dũng Thẹo. Qua điều tra ban đầu, cơ quan điều tra tạm xác định Nguyễn Đức Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều cá nhân khoảng 2,5 triệu đô la Mỹ, gần 40 tỷ đồng Việt Nam và nhiều tài sản có giá trị khác như xe hơi đắt tiền, đất đai và bất động sản khác. Ngày 22 tháng 4 năm 2011, cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Đức Dũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đức Dũng cùng vợ và hai con đã trốn ra nước ngoài. Đến ngày 11 tháng 5 năm 2011, Interpol Việt Nam đã đưa Nguyễn Đức Dũng vào diện truy nã đỏ A2845 năm 2011 trên toàn cầu. Từ nhỏ, Dũng Thẹo theo mẹ buôn bán thuốc Tây ở khu vực chợ thuốc Tây Tân Định, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, một chợ thuốc Tây lớn nhất miền Nam. Mẹ Dũng Thẹo vừa buôn bán vừa lừa đảo nên gây ra nhiều ân oán, có người tố giác tới cơ quan công an. Sợ bị bắt, mẹ Dũng Thẹo dắt Dũng trốn qua Campuchia. Tại Campuchia, Dũng có liên quan đến một vụ án hình sự nên cả hai mẹ con lại buộc phải quay về Việt Nam. Mẹ Dũng Thẹo bị bắt ngay sau khi trở về và bị kết án hơn 10 năm tù và thụ án tại trại giam kênh 5, Hỏa Tiến, Vị Thành, Hậu Giang. Năm 1996, mới từ Campuchia về, không tiền, không nghề nghiệp, Dũng Thẹo làm nghề chạy xe taxi và thường đậu xe chờ đón khách ở cạnh quán cà phê Rita số 211 Nguyễn Văn Cử. Ông chủ Rita là người chịu chơi, đã bỏ ra nhiều triệu đô mua mảnh đất này rồi bỏ tiếp cả chục tỷ để xây dựng lên quán cà phê. Từ khi khai trương, Rita là nơi tụ tập mỗi ngày của các giới, trong đó có các chủ salon, dân buôn bán xe hơi khu vực đường An Dương Vương. Hàng ngày đón khách tại đây, Dũng Thẹo quen biết nhiều chủ salon, nhưng hắn chỉ kết VAD, một chủ salon lịch lãm và rất có tình người. Mỗi lần có dịp trở VAD là Dũng Thẹo lại than vãn về cuộc sống cơ cực và không may mắn của mình. Là người xuất thân từ cơ hàn, thấy Dũng Thẹo kể khổ, VAD động lòng trắc ẩn. Sau một thời gian, biết VAD có cảm tình với mình, Dũng Thẹo chủ động. Em chạy xe hoài không đủ tiền nuôi vợ con Anh đi có cửa nào giúp em làm ăn với Em xem ai mua xe Bán xe giới thiệu cho anh Nếu mua bán được Anh cho em tiền hoa hồng VAD mở lòng Những ngày sau đó Nhờ những mánh khóe học được Ở chợ thuốc Tây Tân Định Cùng với kinh nghiệm trong thời gian lưu lạc ở Campuchia Dũng Thẹo đã tận dụng hết vào nghề làm cò xe Và tỏ ra có duyên với nghề Phất lên từ cò Dũng Thẹo bỏ luôn nghề lái xe taxi Và bắt đầu nuôi mộng làm giàu bằng kinh doanh xe hơi Thời điểm năm 2005, trong số các ông chủ gara và salon xe hơi, Dũng Thẹo biết MD là đại gia chuyên đầu tư về tài chính. MD cũng biết Dũng Thẹo có năng khiếu trong kinh doanh xe hơi. Dũng Thẹo ngỏ lời muốn vay tiền mở salon, được MD đồng ý. Kết quả là salon Hùng Dũng ra đời với ba cổ đông. Dũng Thẹo làm giám đốc, trụ sở tại số 20 đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, với pháp nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng. Đổi đời Từ thân phận nghèo hèn truyền trốn chui trốn lùi cả hai vợ chồng không mua nổi một chiếc xe máy hàng ngày muốn đi đâu dũng thẹo phải quá giang xe máy của người quen bỗng chốc làm chủ một salon xe hơi hoành tráng trị giá hàng triệu đô la mỹ dũng thẹo thấy mình cần phải lên đời từ đó dân buôn bán xe hơi chứng kiến hai vợ chồng dũng thẹo lột xác cả hai đi xe hơi hạng sang nhẫn kim cường có giá từ vài chục ngàn đô trở lên điện thoại Vertu signature s có giá hai mươi đô la mỹ để xứng đôi với ông chồng, bà vợ giám đốc sắm cho riêng mình hai cái vợ tu s Rocon trị giá cả tỷ đồng. Dân trong nghề đánh giá trên người vợ Dũng Thẹo, chỉ riêng hột xoàn đã có giá hơn nửa triệu đô la Mỹ. Về Điền Trạch, Dũng Thẹo đầu tư mua một căn hộ cao cấp ở số B202, tòa nhà The phường 22, quận Bình Thạnh, giá hàng nghìn đô la một mét vuông. Một căn nhà ở 39-15 Huỳnh Văn Bánh, phường 17, quận Phú Nhuận. Sau này thấy hai căn nhà này không đẳng cấp. Dũng Thẹo mua một mảnh đất ở số 7 đường khu dân cư Gia Hòa, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, xây ngôi biệt thự hoành tráng và dọn về đây ở. Cùng thời gian này, cả hai luôn xuất hiện tại những nhà hàng nhiều sao và đi du lịch khắp các nước. Ở đâu vợ chồng Dũng Thẹo cũng chiếm trệ trong những khách sạn VIP mà chỉ những đại gia lắm của nhiều tiền mới dám bước chân tới. Thấy kiểu ăn chơi của vợ chồng Dũng Thẹo, ông MD, người đầu tư cho Dũng Thẹo vay hơn 1 triệu đô la cũng phải thốt lên. Mày ăn chơi như hoàng thân Ả Rập, còn con vợ mày sống như một bà hoàng Những lúc như vậy Dũng chỉ cười giả lả Có tiền tội gì không chơi anh mờ Trong giới buôn bán xe hơi Nhiều người không biết bản chất lừa lọc và nổ của Dũng Thẹo Mà chỉ nghĩ rằng Dũng Thẹo giỏi và gặp thời Nên tiếp tục đầu tư theo kiểu cho vay lấy lãi Để Dũng Thẹo mở rộng kinh doanh nhiều người cũng lợi dụng khả năng tiếp thị của Dũng Thẹo để ký gửi Dũng bán xe kiếm lời. Tin Dũng Thẹo, nhiều người không ngại ngần đem ký gửi cả chục xe ô tô từ Porsche, Audi đến Lisa cho Dũng trưng bày tại salon hùng dũng. Theo tính toán của giới kinh doanh, thì mỗi tháng Dũng Thẹo bán được 50 đến 60 xe, thu lời cả trăm nghìn đô la. uy tín của Dũng Thẹo cũng tăng sau mỗi thương vụ giao dịch thành công. Vào năm 2009, khi nền kinh tế thế giới lao dốc và ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam, nhiều người thắt lưng buộc bụng cả đến bữa ăn hàng ngày, thì việc mua sắm xe hơi trở nên quá xa xỉ. Vì thế công việc kinh doanh xe ô tô bị ế ẩm. Thế nhưng bệnh hoành hoang và ăn xài hoang phí kiểu đại gia của vợ chồng Dũng Thẹo vẫn không hề giảm. Để có tiền tiêu xài và phô trương hình thức, Dũng Thẹo không ngại vay lãi từ 3 đến 5%, có thời điểm phải vay tới 9% một tháng. Khi lãi mẹ, lãi con đã ngập đến cổ, vợ chồng Dũng Thẹo bắt đầu tính việc chuồn ra nước ngoài. Một chiếc xe bán qua vài ba chủ. Chiều lừa của Dũng Thẹo khá đơn giản. Dũng Thẹo lấy xe của người ký gửi bán cho người thứ hai, sau khi nhận đủ tiền, Dũng Thẹo dụ người thứ hai gửi xe lại cho Dũng bán kiếm lời. Trong khi đó, người ký gửi thứ nhất vẫn yên tâm khi thấy xe của mình vẫn nằm trong salon. lồng. Sau đó Dũng Thẹo lại bán xe cho người thứ ba để lấy tiền rồi bùng. Theo đơn trình bày của bà Trần Thị Hát, cơ quan điều tra cho biết tháng 2 và 3 năm 2011, bà Hát mua tại salon Hùng Dũng 5 chiếc ô tô, cao nhất là chiếc Porsche giá 180.000 đô la Mỹ, thấp nhất là chiếc Audi giá 68.000 đô la Mỹ. Sau khi mua xe, Dũng gợi ý bà hát ký gửi xe lại cho Dũng bán kiếm lời. Theo hợp đồng ký gửi thì ngay sau khi bán được chiếc nào thì Dũng thẹo phải thanh toán tiền cho bà hát. Tuy nhiên đến khi Dũng thẹo bỏ trốn thì bà hát vẫn chưa nhận được đồng nào. Trong khi cả năm chiếc xe bà hát ký gửi đã bay khỏi salon Hùng Dũng. Trong đơn của ông Trần Công Lở ở quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh tố cáo ngày 17 tháng 9 năm 2010, Nguyễn Đức Dũng và vợ là Nguyễn Thị Bảo Châu ký hợp đồng vay của ông 8,5 tỷ đồng. Dũng và Châu thế chấp cho ông 11 chiếc xe ô tô, nhưng thỏa thuận. Ông L cầm 11 bộ giấy tờ, còn xe để tại salon của Dũng. Bán được chiếc nào, Dũng Thẹo lên lấy giấy tờ trước đó và đổi giấy tờ chiếc khác. Đến khi Dũng Thẹo bỏ trốn, ông L cầm một đống giấy tờ xe mà không thấy mặt mũi 11 chiếc xe ô tô như thỏa thuận. Trong khi tiền vốn 8,5 tỷ, Dũng Thẹo vẫn chưa trả. Cũng với chiêu lừa trên, Dũng Thẹo còn chiếm đoạt của bà Trần Thị Út ở Biên Hòa Đồng Nai 18 tỷ đồng chiếm đoạt của ông Lưu Văn Minh ở phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 1,4 triệu đô la Mỹ, lấy lý do tăng vốn làm ăn, tháng 10 năm 2010, Dũng Thẹo mượn của ông Quảng Mậu Hoàng ở phường 11, quận Tân Bình ba lô đất trị giá 315 lượng vàng. Sau khi mượn được đất, Dũng Thẹo lại dụ ông Hoàng sang tên cho Dũng Thẹo thì Dũng mới có thể thế chấp vay vốn được. Sau khi sang tên, Dũng Thẹo thế chấp cho công ty Chadoco vay tiền rồi bỏ trốn. Hoàn hảo bài chuồn để trốn chạy chót lọt, Dũng Thẹo vạch ra kế hoạch và thực hiện hoàn hảo đến từng chi tiết. Trước tiên, Dũng Thẹo bổ nhiệm Dũng Salem, một đồng bạn lái xe taxi thuộc Hàn Vi, vào chức phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng để thay mặt Dũng Thẹo giải quyết công việc của công ty trong thời gian vợ chồng Dũng vắng nhà. Sau đó Dũng Thẹo xin visa để cùng hai cô con gái liên tục đi du lịch nhiều nước. Trong mỗi chuyến đi, Dũng không quên mời một vài vợ chồng chủ nợ đi theo. Vì thế sự vắng mặt của vợ chồng siêu lừa này đã làm các chủ nợ mất cảnh giác. Đầu năm 2011, vợ chồng Dũng Thẹo nói với một chủ nợ lớn là anh Hát và chị T. Lúc này buôn bán chậm, bên Thái Lan có ngôi chùa thiêng lắm. Vợ chồng em mời anh chị qua đó cùng chúng em cầu tài cầu lộc. Sau chuyến này, nếu vào cầu, từ giờ đến cuối năm, tụi em tất toán cho anh chị cả vốn lẫn lời. Tính đến thời điểm này, vợ chồng Dũng Thẹo còn nợ vợ chồng anh Hát chị T hơn chục tỷ đồng. Thấy con nợ có vẻ thành thật nên họ nhận lời. Sau một ngày thăm thú xứ chùa vàng, vợ chồng anh hát chị Tê ngủ dậy trễ, nhấc điện thoại gọi vợ chồng Dũng Thẹo thì máy của cả hai đều ngoài vùng phủ sóng. Lần đợt chạy qua phòng của vợ chồng Dũng Thẹo gõ cửa cũng không thấy ai trả lời. Linh tính cho biết có chuyện bất ổn, vợ chồng anh hát vội vàng chạy xuống báo với lệ tân của khách sạn thì được biết cả nhà Dũng Thẹo đã trả phòng từ 6 giờ sáng. Sau khi vợ chồng anh hát chị Tê về lại thành phố Hồ Chí Minh thì trong giới buôn bán xe hơi bắt đầu lan truyền thông tin, vợ chồng Dũng Thẹo bỏ trốn Lúc này ngoài hàng loạt các chủ nợ cũ còn có thêm những nạn nhân mới của Dũng Thẹo xuất hiện. Chẳng là ngay trong buổi sáng ngày Dũng Thẹo bay sang Thái Lan, Dũng đến cửa hàng đồng hồ của ông Minh Tàu trên đường Ngô Quyền quận 5 bán chiếc đồng hồ Rolex đang đeo. Ông Minh mua chiếc đồng hồ của Dũng Thẹo với giá 20.000 đô la Mỹ. Sau khi đút tiền vào túi, Dũng Thẹo trịnh thượng hỏi: "Anh còn chiếc nào đỉnh hơn chiếc này không?" "Có chứ, nhưng giá tới 30.000 đô lẫn Ông Minh tự hào. Dũng Thẹo đòi xem, không chần chừ, ông Minh mở túi, lấy chiếc đồng hồ Rolex đúc toàn bằng vàng trắng, cần hột xoàn ra đưa cho Dũng Thẹo xem. Ngắm nghía một hồi, Dũng Thẹo đeo chiếc đồng hồ vào tay, rồi thùng thẳng ngỏ ý muốn đem về cho vợ xem. Nếu ưng là mua liền. Là mối hàng sộp lại thường xuyên thay đổi đồng hồ như thầy áo, ông Minh không chút nghi ngờ khi để Dũng Thẹo cầm chiếc đồng hồ trị giá hơn nửa tỷ đồng mà không cần đặt cọc. Chưa hết, sau khi lấy được đồng hồ, Dũng Thẹo ghé qua chợ An Đồng gặp chị Kim Lở, mối chuyên đổi ngoại tệ của vợ chồng Dũng Thẹo để yêu cầu ứng trước 20.000 đô la Mỹ và hứa đến trưa cho vợ cầm tiền qua trả rồi mất hút. Sau khi biết tin Dũng Thẹo bỏ trốn, ông Minh và chị Kim lờ kể lại câu chuyện bị Dũng Thẹo hốt hụi chót. Giới làm ăn lại lần nữa ngả mũ bái phục cặp vợ chồng siêu lửa. Ly kỳ cuộc săn lùng chùm lừa đảo Dũng Thẹo trên đất Mỹ. Kể từ khi có lệnh truy nã đỏ của Interpol, Dũng Thẹo biết mình và gia đình đã bị dồn đến bước đường cùng, không thể di chuyển bằng đường hàng không thanh toán bằng thẻ tín dụng, nộp đơn lấy bằng lái, đăng ký đi học, ICESSI đã lần theo tên tuổi và địa chỉ của vợ con Dũng Thẹo nhưng không mang lại kết quả. Cơ quan điều tra an ninh nội địa vào cuộc. Cuối tháng 6 năm 2011, tên tuổi và đặc điểm nhận dạng của Dũng Thẹo đã xuất hiện trong danh sách truy nã đỏ của Interpol. Cùng thời điểm đó, cảnh sát điều tra của Việt Nam cũng đã gửi yêu cầu đề nghị Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ, ICESSI bắt giữ và trục xuất Dũng Thẹo về Việt Nam. Dựa vào thông tin do cơ quan điều tra của Tổng cục Cảnh sát Việt Nam cung cấp, ICESSI tại Hoa Kỳ đã triển khai cuộc điều tra cùng lúc tại 6 tiểu bang nhưng vẫn không tìm ra tung tích của Dũng Thẹo. Cuộc điều tra tưởng chừng như bế tắc cho đến cuối năm 2012. Sau gần 2 năm trốn chui lủi, Dũng Thẹo đã cạn tiền như một con chuột trốn trong hàng, đói quá phải bò ra kiếm ăn. Dũng Thẹo gọi về Việt Nam cho anh Quy, người mà Dũng Thẹo thường mua bán hột xoàn khi còn ở Việt Nam nhờ bán hột xoàn mang theo không có giấy chứng nhận xuất xứ và chất lượng. Dũng Thẹo biết anh Quy có nhiều bà con và bạn bè bên Mỹ, đặc biệt anh Quy biết giá trị những hột xoàn hắn đã mua, do đó nhờ anh Quy bán, vừa dễ lấy tiền mặt, vừa không bị ép giá. Anh Quy thực sự bất ngờ khi nghe Dũng Thẹo gọi. Sự việc Dũng lừa gần 500 tỷ đồng rồi bỏ trốn còn nóng hổi, nên anh Quy tỏ ra nhiệt tình giúp hắn trong sự thận trọng và cảnh giác cao độ. Anh Quy nói sẽ cố gắng nói người nhà bên Mỹ giúp, nhưng không dám hứa và không biết liên lạc với Dũng bằng cách nào để giao dịch. Dũng Thẹo cho anh Quy số điện thoại của hắn để người nhà anh Quy có thể liên lạc. Một tuần sau cuộc điện thoại gọi về Việt Nam, người nhà anh Quy đã gọi vào số Dũng Thẹo nhiều lần nhưng chỉ nghe tín hiệu mà không ai trả lời. Thế nhưng sau khi cúp máy, Dũng Thẹo liền gọi lại cho người nhà anh Quy bằng một số khác. Anh Quy đã cung cấp tất cả các số điện thoại cho cơ quan điều tra của Việt Nam ngay lập tức những số điện thoại này được chuyển cho văn phòng ICISSI để phục vụ công tác điều tra tại hoa kỳ Sang minh các số điện thoại này ICESSI tại hoa kỳ cho biết tất cả các số điện thoại dũng thẹo dùng để liên lạc là sim giác mang mã vùng của nhiều bang khác nhau hầu như dũng thẹo chỉ gọi một lần rồi vứt chỉ duy nhất số sim giác dũng thẹo cho anh quy vẫn còn sử dụng nhưng chỉ để sử dụng để nhận cuộc gọi đến dũng thẹo không bao giờ dùng số này để trả lời hay thực hiện các cuộc gọi đi điều đó cho thấy dũng thẹo rất cáo già và biết cách che giấu tùng tích chính vì vậy dũng thẹo tin rằng cơ quan điều tra không bao giờ có thể tìm ra. Phi vụ mua bán hột xoàn giữa Dũng Thẹo với anh Quy hôm đó không đi đến kết quả nào. Bắn đi gần 2 tuần sau, người nhà anh Quy chủ động gọi cho Dũng và đồng ý mua hột xoàn với giá mà hắn đưa ra. Yêu cầu Dũng Thẹo cho địa chỉ giao dịch. Dũng Thẹo dùng một sim khác gọi lại và thông báo địa điểm giao dịch sẽ là khu chợ sầm uất của người Việt ở Houston, bang Texas. Vài cuộc trao đổi sau đó đã giúp cơ quan điều tra xác định được nơi Dũng có thể ẩn náu nơi được cho là dũng lẩn trốn nằm gần một thị trấn có tên gọi là Rolex Vai. Vắng vẻ, rất ít người châu Á sinh sống. Tiến hành ra soát kỹ khu vực này, các đặc vụ Mỹ chú ý đến ngôi nhà hai tầng màu trắng nằm cuối đường sát biệt rừng. Chủ nhân cũ của ngôi nhà là một người gốc châu Á đã chuyển sang bang khác sinh sống. Gần đây thấy xuất hiện chiếc Ford SUV màu trắng thường xuyên đỗ ở sân sau ngôi nhà. Tiến hành trinh sát, các đặc vụ phát hiện một phụ nữ đeo kính đen che gần nửa khuôn mặt. Sáng sáng thường chở hai đứa bé đi học tại một trường cách đó gần 20 phút xe hơi. Sang Minh tại trường tên của hai học sinh gốc châu Á không trùng với tên hai đứa con của Dũng Thẹo trong lệnh truy nã. So sánh với những tấm hình từ cơ quan điều tra của Việt Nam cung cấp, có nhiều điểm không giống nhau, có thể do những tấm hình được chụp từ vài năm trước đó. Các buổi đàm phán kế tiếp cũng không chốt được vụ mua bán kim cương giữa người nhà của anh Quy và Dũng Thẹo. Nhưng anh Quy vẫn tin chắc Dũng Thẹo sẽ gọi lại, vì ngoài anh Quy ra, Dũng không tin ai và cũng chẳng có ai có khả năng. Trong thời gian này, ICESSI triển khai một loạt biện pháp nghiệp vụ nhằm xác định chủ nhân và những thành viên đang sống trong căn nhà đó. Ngôi nhà trong diện nghi ngờ được giám sát chặt chẽ 24 trên 24. Đang là kỳ nghỉ hè, chiếc xe Ford màu trắng hiếm khi rời khỏi sân nhà. Sự kiên nhẫn và công sức của các độc vụ Mỹ bỏ ra đã mang lại kết quả. 5 giờ sáng một ngày trung tuần tháng 8 năm 2013, khi bình minh vừa chiếu những tia sáng đầu tiên vào dặn cây phía trước khu rừng, qua camera, các đặc vụ phát hiện một người đàn ông thấp lùn, đội chiếc mũ lưỡi chai thể thao che hết chán, đeo kính đen, xách theo một túi du lịch nhỏ từ trong nhà bước ra, dáng vẻ vội vã. Với điếu thuốc đang hút dở vào bụi cây trước cửa, người đàn ông lái xe về hướng đường cao tốc. Chờ chiếc xe phò rẽ khuất, hai đặc vụ của ICESSI lặng lẽ bám theo sau, đồng thời thông tin được báo về ban chuyên án để kịp triển khai phối hợp theo phương án đã vạch ra. 15 phút sau, chiếc phò dừng lại đổ xăng rồi tăng tốc. Chuyển hướng đi ngược lên phía Bắc Chiếc Ford đã vào đường cao tốc Để tránh bị nghi ngờ Một chiếc Ford Expedition màu đen Do hai đặc vụ khác âm thầm bám theo Các nhóm hỗ trợ đã sẵn sàng hành động Một chiếc xe tuần tra giao thông Bất ngờ xuất hiện phía sau Ra tín hiệu dừng xe đối với chiếc xe Ford màu trắng chạy phía trước Chiếc Ford màu trắng buộc phải dừng lại Ở làn xe trong cùng Phía trước là một chiếc xe đang đỗ Đèn tín hiệu cho biết chiếc xe đang gặp trục trặc, Cần sửa chữa Cùng lúc hai chiếc xe phía sau cũng giảm tốc độ và dừng lại khóa đuôi ngay sau chiếc pho màu trắng. Viên cảnh sát tuần tra bước ra khỏi chiếc xe, tiến về phía xe pho màu trắng. Viên sĩ quan yêu cầu tài xế xuất trình bằng lái và giấy tờ tùy thân. Tài xế đưa bằng lái cho cảnh sát. Chẳng biết hai bên trao đổi gì, chỉ biết sau đó, tài xế pho màu trắng rất căng thẳng rơi khỏi xe, khua tay như đang cố gắng giải thích điều gì. Viên cảnh sát còng tay đẩy tài xế xe pho màu trắng vào trong xe cảnh sát phóng về trụ sở. Tại cơ quan cảnh sát, Thông qua một người phiên dịch tiếng Việt qua điện thoại bàn, tài xế chiếc xe Ford được cảnh sát giao thông báo bắt giữ vì không có bằng lái xe và sử dụng giấy tờ của người khác. Theo luật pháp Hoa Kỳ, đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, buộc phải tạm giữ. Sau khi ghi hồ sơ và chụp hình, viên sĩ quan tiến hành thẩm vấn. Tài xế xe Ford vẫn quanh co, không cho biết tên thật. Sau 2 giờ thẩm vấn, kẻ vi phạm luật giao thông được bàn giao cho đặc vụ ICE SSI tại tiểu bang Virginia. Tại đây, Bốn đặc vụ làm việc với người tài xế, trong đó có một người gốc Việt đang phục vụ cho văn phòng điều tra nội địa trực tiếp lấy dấu vân tay, thẩm tra lý lịch cá nhân và tiến hành thẩm vấn. Sau hơn một giờ thẩm vấn, người này vẫn ngoan cố và lì lợm, kiên quyết không khai tên thật cho đến khi các đặc vụ rút trong tập hồ sơ lệnh truy nã đỏ Interpol và dấu vân tay vừa mới được lấy. Trái ngược hoàn toàn với bộ mặt lì lợm và ngổ ngáo lúc đầu, da mặt tái nhợt, môi run run, mặt không rời tờ lệnh truy nã Người đàn ông khai tên là Nguyễn Đức Dũng. Các đặc vụ giải thích cho Dũng Thẹo các quyền mà anh ta có thể được hưởng theo luật pháp Hoa Kỳ, có quyền im lặng yêu cầu trợ giúp của luật sư hoặc cung cấp sự thật qua thẩm vấn của cơ quan luật pháp. Dũng Thẹo xin phép gọi điện thoại cho người nhà, yêu cầu đã bị từ chối. Đặc vụ SSI thông báo cho Dũng Thẹo biết lý do bị tạm giam và nếu thành khẩn khai báo, anh ta có thể được phép gọi điện thoại ra ngoài. Sau khi hoàn tất phần thẩm vấn, Dũng Thẹo đồng ý và giải thích lý do phải dùng tên và giấy tờ của người khác là vì muốn được ở lại Mỹ. Dũng Thẹo còn thành khẩn nói, nếu bị trục xuất về Việt Nam, các chủ nợ có thể sẽ xử mình. Nhờ khai báo thành khẩn, hai ngày sau, Dũng Thẹo được phép gọi điện thoại cho người thân. Câu đầu tiên anh ta nói với người nhà là gấp rút thuê luật sư, đóng tiền bảo lãnh, tìm mọi cách được tại ngoại. Dũng Thẹo không biết rằng theo luật pháp Hoa Kỳ, chỉ có công dân và những người định cử hợp pháp và tùy từng lỗi vi phạm mới được tòa án xem xét có đủ điều kiện để được đóng tiền xin tại ngoại. Một tên tội phạm bị truy nã quốc tế cư trú bất hợp pháp trên đất Mỹ, làm gì có quyền được xem xét tại ngoại. Ngày 12 tháng 3 năm 2014, ông Hoàng Fernando Dũng Thẹo ra hầu tòa tại quận Fairfax, bang Virginia, sau khi nghe trình bày của các bên liên quan và luật sư của hắn, thẩm phán tòa di trú Roger Harris ra phán quyết trục xuất Dũng Thẹo về Việt Nam. Phán quyết cũng nêu rõ nếu một trong hai bên không đồng ý với quyết định của thẩm phán tòa, đương đơn hoặc bị đơn có quyền nộp đơn kháng cáo xin phúc thẩm ở cấp tòa cao hơn trong vòng 30 ngày. Tin Dũng Thẹo bị bắt lan truyền nhanh trong giới kinh doanh xe hơi tại Việt Nam. Nhưng tất cả vẫn chỉ là tin đồn, bán tín bán nghi. Dũng Thẹo bị bắt ở đâu? Ai bắt? Vì tội gì? Một loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tại Mỹ, ngày 28 tháng 3 năm 2014, Dũng Thẹo thông qua luật sư nộp đơn kháng án Ngày 24 tháng 9 năm 2014, Hội đồng Phúc Thẩm của Tòa Di trú bác đơn kháng án của Dũng Thẹo và luật sư. Ngay lập tức, Dũng Thẹo được chuyển qua trung tâm tạm giữ người nước ngoài, vi phạm luật pháp Hoa Kỳ. Có tên trong danh sách truy nã của Cảnh sát Việt Nam và Interpol quốc tế, nên Dũng Thẹo được chăm sóc tại khu riêng biệt. Ngay sau đó, HSI chính thức thông báo cho Tổng cục Cảnh sát và Bộ Công an Việt Nam về việc Nguyễn Đức Dũng, tức Dũng Thẹo, bị bắt và sẽ bị dẫn độ và trao trả cho Cảnh sát Việt Nam. SSI cũng đề nghị Bộ Công an Việt Nam cấp giấy thông hành cho Dũng Thẹo khai mất hộ chiếu sau khi đến Mỹ. Ngày trở về của Fernando Dũng Thẹo Theo lịch bàn giao Dũng Thẹo cho Tổng cục Cảnh sát Việt Nam sáng 9 tháng 3 năm 2015, hai sĩ quan của SSI áp tải Dũng Thẹo ra sân bay Ronald Reagan ở Washington DC. Dự kiến Dũng Thẹo sẽ về đến sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay JL759 lúc 22 giờ 30 phút ngày 10 tháng 3 năm 2015 khi được thông báo sẽ bị trả về Việt Nam, Dũng Thẹo gần như sụp đổ, mặt cúi gằm. Dũng Thẹo biết việc xin kháng án của các luật sư đã thất bại. Đúng 9 giờ 30 phút ngày 9 tháng 3 năm 2015, hai sĩ quan áp tải Dũng Thẹo tới sân bay làm thủ tục cho chuyến bay của hãng All Nippon Airways NH01 cất cánh lúc 12 giờ 20 phút. Đột nhiên như một con thú bị dồn đến chân tường, Dũng Thẹo la hét, đe dọa hành hung hành khách đang xếp hàng, rồi giờ chiều chí phèo ăn vạ, khóc lóc vật vã. Theo quy định của luật pháp Hoa Kỳ, vì bị trục xuất nên cơ quan thi hành pháp luật không thể còng tay hắn như tội phạm dẫn độ trên các chuyến bay thương mại. Trước thái độ hùng hãn gây rối của Dũng Thẹo, cơ trưởng chuyến bay NH1 quyết định từ chối cho lên máy bay vì lý do an toàn hàng không. Dũng Thẹo bị áp tài trở lại trại tạm giam, hy vọng được ở lại Hoa Kỳ lại nhen nhóm trong đầu Dũng Thẹo. Khi được hỏi tại sao Dũng Thẹo kiên quyết không muốn về Việt Nam, với vẻ mặt rất thành khẩn, anh ta khai rằng sợ bị các chủ nợ xử. Tạm thời thoát nạn, trở về trại tạm giữ Thế nhưng Dũng Thẹo nghĩ trước hay sau Rồi cũng bị trả về Việt Nam Sợ đến mất ăn mất ngủ Từ trại tạm giam Dũng Thẹo bắn tin về Việt Nam Tỏ ý sẽ trả lại tiền cho các nạn nhân Để cầu xin họ viết giấy bãi nại Nhưng sau cú lừa kinh thiên động địa năm 2011 Không một ai còn tin lời anh ta nữa Sau một thời gian cân nhắc kỹ lưỡng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã tiến hành một bước dài Trong việc trao trả và bàn giao Dũng Thẹo Cho cơ quan công an Việt Nam một chuyến bay thuê bao đã được thu xếp để tiễn ông Hoàng Fernando Dũng Thẹo về cố hương. Đúng 14 giờ 20 phút ngày 6 tháng 1 năm 2016, chuyến bay đặc biệt hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Đại diện Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ cùng 7 sĩ quan áp tải chuyến bay của SSI đã bàn giao Nguyễn Đức Dũng cho phía Việt Nam, kết thúc chuyến phiêu lưu kéo dài 4 năm của chung lừa đảo Dũng Thẹo. Trên đây là tiểu sử Dũng Thẹo, ông trùm lừa đảo hơn 500 tỷ và cuộc về bắt chưa từng có trên đất Mỹ. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các clip tiếp theo.